Xin chào tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay. Mình tên là An Nguyễn, và hôm nay là một cái dịp rất là đặc biệt mà mọi người cũng đã sắp xếp thời gian tới đây được, thì An cũng xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây là cái dịp khá nhạy cảm, nên là cũng cảm ơn mỗi người ngồi cách xa nhau một chút. Chúng ta không biết chuyện gì xảy ra đúng không? Và để đi thẳng vào vấn đề thì An sẽ nhận một số câu hỏi và mình sẽ cố gắng hết sức để trả lời câu hỏi của các bạn nhé. Ok, bây giờ ai sẽ là người hỏi trước? Ok, rồi. Anh có thể cho biết mục tiêu của Niu. Con vợ tôi đã hạ hẳn bằng Lâm Vương á, cho nên hẳn bảo tôi tới. Ok. Hôm nay thì sơ lược á, là mình là một người đại diện thương hiệu của công ty Nu Skin, và hiện tại bây giờ chúng tôi đang phân phối khoảng 600 mặt hàng của công ty Nu Skin ở khắp mọi nơi trên thế giới, vừa da, dáng, sức khỏe, dược thảo vân vân. Và hiện tại bây giờ thì như tôi nói đang phân phối trên 55 quốc gia. Và hiện tại bây giờ chúng tôi đang đi tìm thêm một số nhà đại diện thương hiệu để phát triển thị trường. Thì ra là Nu Skin tôi nghe biết nhiều rồi, bạn mấy cái đồ phụ nữ linh tinh đó mà. Anh đã nghe về Nu Skin ở đâu anh? Hoặc là anh có trải nghiệm gì cá nhân chưa? Tôi nghe chỗ này chỗ kia rồi mà. Hả? Cái này có phải là lừa đảo không? Tên gọi chính thức của mô hình kinh doanh này đó gọi là mô hình kinh doanh tiếp thị đa tầng. Và tôi thì không có thể nào trả lời cho tất cả những công ty ở ngoài kia, nhưng mà tôi có thể trả lời cho công ty Nu Skin. Đó là công ty Nu Skin là một công ty rất là tầm cỡ, có mặt trên thị trường 35 năm, có mặt có cổ phiếu, tức là có mặt trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ, và là một công ty làm ăn rất là đàng hoàng, hợp pháp và minh bạch. Anh nói kinh doanh tiếp thị đa tầng là sao? Thì mỗi một công ty sau khi họ làm ra sản phẩm thì dĩ nhiên là mục tiêu của họ là bán, và có một số cái hình thức gọi là phân phối sản phẩm khác nhau, ví dụ như là kinh doanh bán lẻ, mà chúng ta mua một cái sản phẩm nào đó qua những cửa hàng, những cái mô hình kinh doanh gọi là bán sỉ, đúng không? Chúng ta mua những cái lô hàng lớn, mua giá sỉ, hoặc là những công ty bán hàng trực tiếp, ví dụ như là anh có mua vé máy bay, có một số dịch vụ bán vé máy bay, bảo hiểm, nhà cửa, đó là những cái dịch vụ gọi là bán trực tiếp. Và cái mô hình mà hôm nay chúng ta đang nói được gọi là mô hình kinh doanh tiếp thị đa tầng đó, tức là thay vì công ty Nu Skin thay vì họ bán qua những cái cửa hàng, hoặc là bán sỉ, hoặc là bán qua những cái nhà đại diện bán trực tiếp đó, thì họ bán qua cái kênh cũng là trực tiếp, tức là công ty Nu Skin cũng là công ty bán hàng trực tiếp cho khách hàng, nhưng mà khách hàng nghe tới Nu Skin từ nhiều người khác nhau, tức là có thể mình giới thiệu cho bạn giới thiệu cho bạn giới thiệu cho bạn chẳng hạn như vậy. Đó gọi là nhiều tầng, cho nên là tiếp thị đa tầng tức là giới thiệu qua nhiều người với nhau, và đó là cái cách mà mô hình của Nu Skin họ phân phối theo cái dạng đó, tức là dạng truyền miệng. Và thay vì trả cho cửa hàng bán lẻ nào đó, dĩ nhiên là một cái cửa hàng bán lẻ khi họ bán một cái sản phẩm họ phải lời 3, 40, 50%, 60% là chuyện bình thường, đúng không ạ? Hoặc là ngay cả những người gọi là đại lý phân phối thì họ cũng ăn phần trăm trong đó. Thì thay vì Nu Skin trả tiền cho những cái công đoạn đó thì họ trả tiền cho những nhà phân phối của Nu Skin, nhưng mà họ phải trả cho một người, mà họ chia ra, họ trả cho nhiều người khác nhau, cho nên gọi là kinh doanh đúng là kinh doanh bán hàng trực tiếp, tức là anh có thể mua hàng trực tiếp từ Nu Skin, nhưng mà tiếp thị đa tầng tức là qua nhiều người giới thiệu khác nhau nhé. Cảm ơn anh. Hôm nay anh nói chứng khoán đó, tôi thấy là chứng khoán của Nu Skin đó đang xuống quá trời. Nếu mà anh nói về chứng khoán đúng không, bí mật nhé. Nếu mà anh muốn mua chứng khoán á, anh hãy hỏi anh Tuấn Nguyễn. Anh Tuấn Nguyễn mua 20 đồng cũng lên 80 đồng. Còn mà tôi đó, mỗi lần tôi mua chứng khoán đó, từ 80 đồng xuống 20 đồng. Và chứng khoán chỉ nói cho tôi một điều thôi, tức là một công ty có chứng khoán tức là một công ty làm việc minh bạch rõ ràng, tại vì có cổ phiếu mà, đúng không ạ? Đó là cái cách tôi nhìn vào những cái công ty. Còn mà buôn bán cái giá của cái cổ phiếu đó, nó liên quan với cái cách mà những người mua cổ phiếu họ định giá công ty đó theo cái thu nhập. Nếu họ nghĩ thu nhập của công ty cao thì cái cổ phiếu nó cao, còn nếu họ nghĩ rằng là thu nhập thấp thì cổ phiếu nó thấp. Và rõ ràng anh thấy những công ty như là tôi thấy hình như anh đang xài phone Samsung đúng không? Tôi thấy là Samsung, cổ phiếu của Samsung cũng có lúc lên lúc xuống, hoặc là có một số người xài phone Apple, công ty Apple cũng có lên có xuống, cho nên cái việc mà cổ phiếu lên xuống là chuyện bình thường, và cái chuyện cổ phiếu lên xuống nó không có liên quan tới cái chất lượng của sản phẩm, nó chỉ liên quan đến doanh số của công ty mà thôi nhé. Hy vọng rằng là câu trả lời đó làm hài lòng cho anh. Tôi muốn hỏi là công ty của anh sản phẩm có gì khác biệt?
À, về việc công ty và sản phẩm có gì đặc biệt anh? À, cảm ơn anh đã câu hỏi. Dĩ nhiên là thứ nhất, mỗi công ty đều có những cái sản phẩm khác biệt. Và công ty New Skin thì thứ nhất hồi nãy tôi có trả lời cho anh bạn bên này đó là công ty có mặt trên thị trường 35 năm. Công ty có 75 khoa học gia hợp tác và làm việc để chế biến những cái sản phẩm. Cho nên công ty New Skin là công ty chế biến và sản xuất sản phẩm chứ không phải là mua sản phẩm của công ty khác để bán lại cho mình. Và trong cái quá trình đó thì công ty có rất là nhiều cái sản phẩm được gọi là độc quyền, tức là không có cái công ty nào có hết. Ví dụ như là cái máy đo sức khỏe, cái máy đo chỉ số chống oxy hóa là của công ty New Skin, hoàn toàn không có công ty nào có. Trong vòng 30 giây có thể báo cho mình biết được là cái chỉ số oxy hóa, chống oxy hóa trong cơ thể mình là bao nhiêu. Cái máy Lumispa là một công nghệ rửa mặt. Hiện tại bây giờ công nghệ rửa mặt đó là cái công nghệ bán chạy nhất trên thế giới so với tất cả những công ty. Và có nhiều cái sản phẩm khác nữa, cho nên là khi mà đi vào sản phẩm thì chúng ta có rất là nhiều. Nhưng mà tôi có thể nói với anh đó là sản phẩm của Nu Skin về sức khỏe có, về da có, về dáng có, và có rất là nhiều sản phẩm của nó hoàn toàn độc quyền, tức là không có một công ty nào khác có cái công nghệ và sản phẩm tương tự như vậy. Và tại sao tôi không thấy sản phẩm của anh bán ở những cửa hàng? Lý do mà anh không thấy sản phẩm của Nu Skin bán ở trong những cửa hàng á, là hồi nãy tôi có giải thích đó là mỗi công ty họ họ có những cái hình thức phân phối khác nhau, đúng không ạ? Có những người thì bán qua cửa hàng, có những nơi thì bán trực tiếp, có những nơi thì thậm chí là bán online, bán trên mạng chẳng hạn. New Skin thì chọn lựa cái phương pháp là truyền miệng, tức là giới thiệu cho người này rồi người này giới thiệu cho người kia và người kia giới thiệu cho người nọ. Và vì vậy đó, để muốn biết tới sản phẩm New Skin thường thường là phải do một nhà phân phối, một nhà đại diện thương hiệu của New Skin giới thiệu thì người khác mới biết. Nhưng mà để giải thích thêm cho anh đó là thực sự New Skin có hai công ty ở trong đó, một là công ty New Skin chuyên chế những cái sản phẩm về sắc đẹp và một là cái bộ phận khác gọi là Pharmanex. Pharmanex hồi xưa là một công ty hoàn toàn độc lập do công ty New Skin mua về. Thì trước khi mà công ty New Skin mua công ty Pharmanex đó, thì sản phẩm của Pharmanex đã được bày bán trên 38.000 cửa hàng ở Mỹ như là CVS, Walgreens và Rite Aid. Chỉ có là sau khi công ty New Skin mua cái công ty Pharmanex rồi thì họ mới thay đổi cách phân phối sản phẩm, cho nên họ không bán qua những cửa hàng nữa mà họ bán trực tiếp. Đó là lý do tại sao chúng ta không có. Tôi muốn biết á là tại rằng đây là thời điểm thích hợp. Tại sao thời điểm thích hợp? Đây là thời điểm thích hợp là tại vì thứ nhất là chúng ta thấy này là có rất là nhiều công ty mà mặt hàng được bày bán online, và trong cái thời điểm hiện tại khó khăn ấy, rõ ràng là nhiều người càng ý thức rằng là những cái kinh doanh mà truyền thống có cửa hàng nó cũng bất lợi, đúng không ạ? Tại vì hiện tại bây giờ phải đóng cửa. Còn cái này nó rất là đúng thời điểm là tại vì mình có thể hợp tác kinh doanh mà mình không cần phải mở kho hàng, mình không phải mướn nhân viên và mình có thể làm việc từ ở nhà qua qua điện thoại của mình, qua máy vi tính của mình chẳng hạn, và mình có thể phân phối sản phẩm khắp mọi nơi. Trong những cái chương trình huấn luyện đó chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các anh đó, làm sao để mình có thể làm những cái chuyện đó. Nếu mà tôi làm thì tôi được cái gì? Nếu mà làm thì được gì? Khi mình làm dĩ nhiên là có rất là nhiều quyền lợi, nhưng mà chúng ta chú ý đó, chúng ta không phải là nhân viên của Nu Skin, chúng ta là nhà, chúng ta hợp tác, tức là chúng ta hoạt động độc lập nhưng mà hợp tác với công ty Nu Skin. Và những cái quyền lợi chúng ta có là gì? Thứ nhất là Nu Skin có hàng hóa cho mình, Nu Skin có khoa học cho mình, có sản phẩm cho mình, có nhà kho, có cái hệ thống dây chuyền và pháp lý để mà phân phối những cái sản phẩm đó trên 55 quốc gia. Tức là mình không cần phải xin giấy phép về lao động, không cần phải xin giấy phép về y tế, không cần phải xin giấy phép về xuất nhập khẩu. Chúng ta có thể ngồi ở một nơi và giới thiệu cho khách hàng ở Pháp, ở Đức, ở Úc, ở châu Á, ở Mỹ, ở Canada. Và công ty New Skin có những cái bộ phận để mà gửi hàng tới khách, gửi những cái sản phẩm đó tới khách hàng của mình mà mình không phải người phải làm những cái chuyện đó. Đó là về cái phần và khoa học và sản phẩm. Còn về cái phần gọi là quyền lợi về thu nhập, có ba cách để mình có thể kiếm thu nhập từ Nu Skin. Một là thu nhập qua việc giới thiệu, cái đó mình có thể kiếm kiếm tiền $100 mỗi tháng. Thứ hai là chúng ta có thể kiếm thu nhập qua cái việc xây dựng đội nhóm, chúng ta có thể kiếm tiền ngàn mỗi tháng. Và thứ ba chúng ta có thể kiếm thu nhập qua cái việc là đào tạo đội nhóm và xây dựng một cái hệ thống lớn ở khắp mọi nơi trên thế giới, cái đó chúng ta có thể kiếm được tiền chục ngàn. Cho nên đó là những cái quyền lợi mà chúng ta có thể có được. Dĩ nhiên là còn rất là nhiều quyền lợi khác nữa, ví dụ như là mình đang đại diện cho một đội nhóm có tên gọi là GIVE. Thì với cái đội nhóm và hệ thống này chúng ta có những cái sự hỗ trợ, những cái chương trình huấn luyện mỗi ngày bằng tiếng Việt qua qua Zoom, tức là online đó, để chúng ta có thể học hỏi và làm kinh doanh. Nên là có rất là nhiều người, nhiều quyền lợi mà chúng ta có thể có. Cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều.
Rồi nếu mà tôi làm bây giờ đó thì tôi phải đầu tư bao nhiêu tiền? À, khi mà chúng ta tham gia Nu Skin đó thì mở mã số thì hoàn toàn miễn phí, công ty Nu Skin không có đòi hỏi là mình phải mua bao nhiêu sản phẩm và mỗi tháng chúng ta không phải đọc phải đóng lệ phí. Cho nên gọi là đầu tư bao nhiêu đó thì chính thức thì chúng ta không có sự đầu tư. Tuy nhiên khi mà chúng ta bắt đầu kinh doanh, chúng ta là một người kinh doanh thực sự thì việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là sử dụng sản phẩm. Tại vì nếu mà chúng ta không có trải nghiệm sản phẩm thì làm sao chúng ta biết được sản phẩm có kết quả hay không? Và mình cũng nói thật với các bạn ở đây đó là nếu mà mình xài sản phẩm không có kết quả thì mình nghĩ rằng là mấy bạn không nên kinh doanh, đúng không ạ? Tại vì mình phải có cái niềm tin vào sản phẩm. Anh nói là việc đầu tiên là phải xài sản phẩm, và nếu mà xài sản phẩm thì chúng ta xài sản phẩm theo nhu cầu của mình thôi. Anh nói là cái số tiền bao nhiêu thì đó là cái số tiền mình mua ra mình trải nghiệm sản phẩm nhé, chứ ngoài ra không có một cái lệ phí nào cả để bắt buộc mình. Nếu mà tôi làm thì tôi được trả lương như thế nào? À, chúng ta không có tiền lương tiền skin nhé, chúng ta không có tiền lương, cho nên đó là cái điều rất là có lợi, tại vì làm lương thì nó rất là cố định. À, còn mà làm kinh doanh á, thì nó không có cái điểm cố định đó, nhưng mà ngược lại chúng ta có quyền chọn lựa mình thu nhập bao nhiêu, cho nên là chúng ta không có lương nhưng mà chúng ta có từ thu nhập, chúng ta có tiền hoa hồng từ những cái sản phẩm được phân phối. Tôi nghe nói là làm nu sinh khó lắm, anh nghe nói là làm nu sinh khó lắm hả? À, tôi đồng ý với cái chuyện đó, tôi cũng đồng ý rằng là làm nu sinh khó lắm, nhưng mà thực sự này chúng ta cũng để đúng không ạ? À, tôi thấy làm cái gì nó cũng khó hết, làm chuyên gia cũng khó này, làm doanh nhân cũng khó, làm công nhân cũng khó, thậm chí là nhiều tôi thấy nhiều khi ngồi không còn khó đó mà. Cho nên làm cái gì nó cũng khó hết, mỗi cái môi trường đều đòi hỏi mình đi làm công nhân thì phải tới đúng giờ về đúng giờ, phải làm xong việc không người ta cho nghỉ. Làm kinh doanh doanh nhân thì rõ ràng là bây giờ mình có một cái cửa hàng mình phải có cái doanh số đều đặn mỗi tháng, bằng không thì mình cũng đóng cửa, tại vì mình phải trả tiền mặt bằng tiền nhân viên. Và làm cái nào cũng vậy, mỗi cái nó đều có những cái sự khó khăn và thử thách khác nhau, cho nên nêu xin cũng có cái khó. Nhưng mà có nhiều người không có hiểu, họ hay phàn nàn là tại vì những công việc khác thì họ cố gắng tới với New Skin tham gia miễn phí, không ai bắt buộc, không ai đòi hỏi gì hết trơn, anh nói là họ không có làm nghiêm túc rồi họ làm không có được, tự nhiên họ thấy khó. Nhưng mà thực sự cái nào cũng khó hết, nhưng mà đối với New Skin đó, cái khó của New Skin nếu mình vượt qua được đó thì nó rất là xứng đáng với cái thành quả của mình, nó rất là xứng đáng. Cho nên là quan trọng không phải là khó hay dễ, quan trọng là mình có làm được hay không, mà có đáng cho mình làm hay không. Mà nếu mà đáng đó thì mình sẽ làm vậy thôi, mà mình cố gắng hết sức. Và chúng ta có thể nhìn thấy đó, có rất là nhiều người họ đã làm được thì tại sao không phải là mình, đúng không? Anh thấy tôi có làm được không? Câu hỏi là anh có làm được không, hay thực sự là chỉ có anh biết anh có làm được hay không thôi, đúng không ạ? Tại vì có rất là nhiều người rõ ràng này tham gia nhưng xin hoàn toàn miễn phí, cho nên nhiều người coi nhẹ lắm, họ không có nghiêm túc học hỏi, họ không có cam kết, họ không có rèo đặt, họ không có phát triển, cho nên họ không có thành công. Còn bây giờ hỏi anh có làm được hay không thì rõ ràng là tôi thấy đây là một cơ hội rất là công bằng này, không cần biết là mình là công nhân, là doanh nhân, là chuyên gia hay là bất cứ một cái nghề nào thì mình đều có thể bắt đầu với Nu Skin hết. Nu Skin không có những cái sự ràng buộc để mà cản trở mình bắt đầu, anh nói là ai cũng có thể làm được. Còn cái chuyện mà anh làm được hay không thì tôi nghĩ rằng là anh phải tự biết, nếu mà anh có chịu học hỏi không, anh có cam kết không, anh có làm được đều đặn hay không, anh có phát triển hay không. Tôi nghe từ nãy giờ đó tôi thấy nó cũng rất là hợp lý. Thì bây giờ mời anh đấy, tôi nghĩ là tụi tôi cũng có một câu hỏi giống nhau đó, là bây giờ đó tụi tôi bắt đầu như thế nào? Câu hỏi hay, bắt đầu như thế nào, đúng không ạ? Ok, bắt đầu đơn giản. Thứ nhất đó là không biết là hôm nay ai mời các anh tới đây, nhưng mà thứ nhất là hãy liên lạc với cái người mà đã mời các anh tới đây thì họ sẽ hướng dẫn cho mình. Thứ nhất là mình mở cái mã số hoàn toàn miễn phí, tại vì với cái mã số đó thì mình có thể bắt đầu mua sản phẩm của Nu Skin với giá của nhà phân phối, tức là giá giá sỉ. Thành ra là việc thứ nhất là mở mã số. Thứ hai là các anh hãy chọn những cái sản phẩm nào cho mình và cho gia đình, và mình cảm thấy mình có nhu cầu. Các anh làm ơn nhé, đừng có mua sản phẩm về để bỏ trong gara nhé, hãy mua những cái sản phẩm nào trong gia đình. Đối với bản thân tôi thì tôi thấy những cái sản phẩm đơn giản như là kem đánh răng, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, mấy cái lotion, và có rất là nhiều sản phẩm khác. Mà anh cứ nói chuyện với người đã giới thiệu đi, họ sẽ giới thiệu những cái sản phẩm căn bản đó. Và đó là bước bắt đầu, nghĩa là thứ nhất là mở mã số, thứ hai là chọn lựa những cái sản phẩm cho cá nhân và gia đình để mình có thể bắt đầu trải nghiệm. Và thứ ba, anh nhớ giùm tôi là đăng ký vào những cái chương trình học online của đội nhóm Gift để các anh chị có thể được trang bị những kiến thức, kỹ năng và tư duy để chúng ta có thể thành công hơn với cơ hội này nhé.
Cảm ơn rất là nhiều. Và hy vọng lần sau đợt này thì anh em mình có dịp gặp gỡ, có gì chúng ta cũng ly cà phê hay ly trà gì đó, rồi là chúng ta có thể làm quen nhau hơn nhá. Ok, cảm ơn mấy anh về bằng An nhé, và có gì chúng ta hẹn gặp lại. Rồi, cảm ơn các anh rất là nhiều, và mấy anh đặt câu hỏi hơi khó đấy nhé, hơi khó đấy nhé. Rồi, có gì chúng ta sẽ gặp lại và chúng ta sẽ nói chuyện thêm sau, và nếu có câu hỏi thì cứ liên lạc với người giới thiệu hoặc là có thể liên lạc với tôi nhé. Rồi, cảm ơn các anh rất là nhiều, hẹn gặp lại, chào mẹ.